Em đồ gỗ Bích Nghệ, chứng minh Hải Phòng. Xin chào tất cả các bác. Chúc các tình yêu ngủ tối hôm nay là buổi tối ngày thứ năm rồi nhé. Tầm này nó khá muộn rồi, em cũng vừa sưởng và khá là muộn. Bây giờ em quay clip xong để up clip cho mọi người chắc phải tầm 11:30-12 giờ. Anh em nào xem thì liên hệ bên em mọi người nhé. Clip này thì sẽ quay nhanh thôi anh em ạ, bởi tầm này rất là muộn rồi, em khá là mệt rồi. Em sẽ quay nhanh và lướt qua, nhưng mà chia sẻ với anh em hôm nay sẽ phải siêu phẩm cho anh em ngắm nhá. Ok. Đã mất thời gian mọi người, trước khi xem clip mọi người nhớ rằng em xin nút like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhé. Cảm ơn tình yêu rất nhiều. Và vẫn trên cái nội dung là hứa với mọi người là những cái sản phẩm đẹp và bán cho các tình yêu với cái giá hợp lý. Mình nói được là mình làm được mọi người nhé, chứ không phải là nói mà nói điều. Đấy, nó đi với nhau chơi, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm đầu tiên muốn chia sẻ mọi người đây là một chú dê cọc. Một chú dê cọc mọi người nhé. Và nếu anh em nào mà đang thích hàng cẩm VIP đẹp thì anh em xúc nhá, xúc luôn con này anh em nhá, chắc chắn là anh em nhận hàng sẽ ưng, không phải lan tăng đấy. Còn nếu mà nói là nếu mà đâu là cẩm đẹp thì đây chính là cẩm đẹp, cẩm VIP, một cái rễ được liền khối các tình yêu nhá. Em mình sẽ đo sơ qua cái phần kích thước cho các tình yêu và tình yêu xúc luôn. Đẹp lắm anh em ạ. Anh em chưa có dê hoặc có những cái vị trí nào mà cần có những tác phẩm bài nó đẹp thì chơi con dê này nhá. Cụ dê K41, rộng là 27 và sâu là 16. K41 rộng 27 và sâu 16. Một tác phẩm duy nhất. Anh em lưu ý là cái phần này đặc nhá, gỗ của em là gỗ chọn đặc. Đây. Đó, cái này là uy tín rồi đúng không ạ? Nó rất là khó, mọi hình dung mà để mà cây gỗ mà nó vân nó đẹp như này thì chắc chắn nó là những cây gỗ cực kỳ già, cực kỳ lâu năm tuổi. Và các anh em biết rồi đấy, gỗ càng lâu năm tuổi thì trong cái thân của nó, trong cái tâm của nó sẽ tự nó bục và nó thủng. Gỗ càng già nó thế. Đấy, còn gỗ non tuổi và gỗ non thì nó sẽ không bị bục tâm. Nhưng mà gỗ càng già nó sẽ bị bục tâm, nhưng đây là một gỗ rất là già nhưng nó không bục, nó thủng luôn, đặc xịt. Vân thì nó tự nhiên 100%, nó như những nét vẽ của người họa sĩ người ta vẽ vào, nhưng đây nó là tự nhiên nhá, chứ không anh em này bảo thầy nó vẽ vân vào đây, không phải đâu anh em nhá. Hàng nó tự nhiên đấy anh em, cứ thế mà xúc thôi, đừng lăn tăn về con này, quá đẹp rồi. Và chắc chắn là với cái chất gỗ như này thì anh em sưu tầm thôi cũng không có nhiều, thi thoảng con quan đẹp này nhá. Con này gần như đẹp nhất lô của em lên cho mọi người nhé. Đẹp nhất lô và to nhất cái lô cẩm gần chục con em làm. Con này là VIP nhất. Nhìn là phê, nhìn là thích. Giá này là 1950 anh em nhá. 1950 anh em nhá. Cao 41 đi các cụ ạ, chứ không phải là bé đâu nhá. 1950. Ok, đi luôn mọi cái sản phẩm tiếp theo. Luôn mà sản phẩm tiếp theo cho anh em xúc nha. Anh em còn đang cần trâu mà vừa tầm đấy, giá hợp lý em để cho mọi người cái giá anh em nghe xúc được luôn. Đợi em một chút, anh em nghe xúc ngay nhá. Đây là theo mặt đầu nhiều quá là không nhớ biết đâu được vậy. Đây là đây rồi. Hương ta Gia Lai hàng xoáy sụn. Hương ta Gia Lai hàng xoáy sụn, gỗ không có vết đục liền khối. Một tác phẩm châu lạc để bàn. Anh em nghe phát múc được ngay, đảm bảo luôn. Chiều rộng 35. Chiều cao 19. Độ dày 20. Rộng 35, cao 19, dày 20, gỗ hương ta Gia Lai đục liền nguyên khối. Toàn bộ cái sản phẩm này này, liền nguyên khối và hoàn toàn không có màu mè hay vẽ vân. Nói thế cho nhanh để anh em yên tâm nhé. Anh em xúc được ngay luôn, đúc luôn đi anh em ạ. Giá cho một anh em là nhanh tay duy nhất. Lô châu này, lô châu mới các bác nha. Đây này anh em nhìn thế này. Châu này. Trong này là một thùng như này, châu mun này. Đó. Chỉ mở màn lô châu mới này này cho anh em nhanh tay nhá.
Con này bình thường vẫn bán ở đâu bán rẻ nhất tầm 900. 900 đến 950, còn bình thường bán tầm khoảng trên 1 triệu, 1 triệu. Hôm nay cho anh em này 799k không ship, anh em nhanh tay xúc. Đó, luôn bằng máu. Quay nhanh mọi người nhé. Anh em xem em nhiều cái gì bốc nhá. 799k không ship. Tiếp theo mọi người. Lại cực kỳ đẹp. Lưu hương các bác nhé. Lưu hương một chung tam cấp lưu hương liền nguyên khối. Anh em nhìn lưu chưa, lưu sụn chưa, rất nhiều nhá, rất nhiều anh em nhá, có đồng tiền đầy đủ nhá, nhưng mà rất đâu bây giờ không tìm đấy, nhưng mà có đồng tiền đầy đủ cao 33 rộng 41 phải là 40 đi, sâu 25 được liền nguyên khối đi là lưu hương. Một chung duy nhất vừa tầm lưu sụn hương, không có vết đâu các bác nha, tự nhiên của Vân gỗ rộng 41, đằng sau nó còn đẹp hơn trước cơ, chân lưu rất nhiều, để mắt gỗ nha, gỗ gốc nó lưu phải có mắt các bác nhá. Đấy, gốc lưu phải có mắt, Vân thì ma mị lắm. Một anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay vừa bán vừa kỷ niệm mọi người, 2,1 triệu. Anh em tính hộ em tiền gỗ tiền công, nói chung là giải thích nó khó, anh em cứ tính hộ gái đi. Công thì thật sự mọi người chắc chắn nó sẽ không bao giờ có chuyện là bảo là dưới 1 triệu tiền công rồi, dưới một triệu tiền công thì không ai làm được, đúng không? Chắc chắn nó phải tầm khoảng rẻ nhất như nhà em thuê thợ là tầm 1,2 triệu thì bàn công. Còn đâu tiền gỗ công của em Minh này mua được cái giá hợp lý, bán cho anh em bán hợp lý 2,1 triệu. Đẹp anh em nhá, đẹp tuyệt vời luôn đấy. Ngoài sẽ quay nhanh một toàn những sản phẩm đẹp và quay nhanh thôi anh em ngắm luôn. Đây tiếp theo mọi người. À đây này này. Đỏ lắm. Ui. Đế đặc xịt. Đế gỗ cắt đi đặc xịt nhá mọi người nhá. Ok chưa? Uy tín nhá. Hàng gốc thì 10 cục có một cục đặc thôi, không có một con cục nào đặc đâu. Nó con này nó to, con này các bác mua về ngâm rượu là nó tuyệt vời luôn này. Con gỗ nó hơi to nhá, con này không nhỏ đâu. Ôi trời ơi. Đây là một con rắn hổ mang, chất liệu là gỗ u sụn hương ta ra nai đục liền nguyên khối, gỗ siêu đẹp và hàng khủng to. Với một con rắn như này là thuộc hạng to anh em nhé, chứ không phải là nhỏ nhé. Thường rắn người ta không làm to này đâu, nhưng đây là củ gỗ em mua, củ gỗ nó to thì em làm to và để cho anh em cái giá cũng cực kỳ mềm. Và đây là gỗ đặc đục liền nguyên khối nhá, nhưng đừng có anh em có nghĩ là chắc có phát đây nhá, đục liền nguyên khối nhé, phải kiểm tra hàng bao chất bao phê. Không đẹp không lấy tiền thì nhanh. Cao 62, rộng là 39, số 30. Cao 62 rộng 39 số 30. Gỗ thì thật sự anh em ạ, anh em đừng muốn ăn tăm được gỗ bởi vì nó đẹp lắm. Đây, anh em nhìn cái màu này, anh em nhìn cái vân này, gần lên lông chuột đấy. Cái này là lông chuột rồi chứ không phải, gần lên là lưu ruột nước, quên. Đây là lông chuột rồi. Đây là anh em nhìn này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi Vân. Ôi giời ơi. Này Vân này. Ôi giời ơi anh em mà anh em chơi, anh em chơi cái hàng gì? Có như thế này. Vân này. Cái này tỉa tiền, nhưng nếu mà không tỉa tiền Vân nó cứ như này này. Cực đẹp. Không có một tí vết nào luôn, kể cả những cái phần này anh em nhìn này, không có một tí vết nào luôn. Gỗ đặc xịt nhá, chắc chắn là đặc xịt rồi.
anh em chưa, anh em chưa hàng gì rắn này 2,5 đồng anh em nhá, bởi vì cục gỗ to lắm, 2,5 đồng nó chỉ có 1 triệu tiền công thôi, bởi vì cục gỗ này 1,5 triệu mà bị gỗ to nó đặc gỗ đấy. Tầm này em sẽ cố gắng, nói chung là hàng chậm em sẽ cố gắng bán rẻ thật như rau cho anh em, công chỉ 100-200 thôi cho anh em để anh em xúc cho nó dễ. Ai bán con rắn cao 62 mà nó đẹp như này, to này mới giá 2,5 đồng đâu. Đây, ôi má nó đẹp to lắm. Xin phép anh em hôm nay quấy thằng nhỏ nhưng mà mai có hàng to thì hàng to lắm. Nhưng mà hôm nay quấy thằng nhỏ thì cần phải tầm mua thằng yếu quá, không bê thằng to. Tầm này tuổi cao sử dụng không bê thằng to của. Đây. Cho anh em ngắm cái này. Cho anh em ngắm cái này nha. Vân này. Trời ơi, không có một cái vết nào mà vần. Đây là mắt gỗ. Rồi một cái rễ cọng. Nu rồi. Mắt máu nu rồi. Rồi ôi, con này to lắm. Đẹp lắm anh em. Anh em chơi, anh em chơi cái gì rồi. Để 3 năm. Dài 3 năm. Cao 13. Và sâu là 15. Dài 35, cao 13 và sâu là 15. 790k anh em nhé. Xúc đi. Em chỉ xin mọi người 50.000 tiền công thôi nhá. 790k bằng con heo gỗ hương đó. Mà đi gỗ cẩm. Bằng con giá heo gỗ hương mà đi gỗ cẩm 790k. Em chiều anh em hết mức luôn. Chiều gọi là chiều hơn cả chiều người yêu luôn anh em ạ. Giá chiều anh em hơn cả chiều người yêu. Thế cho mọi người một món đất đồng ý nha. Anh em nghe số này nha. Chiều anh em hơn chiều người yêu này. Một sừng ở ngoài, bước thứ nhất, bán cho một anh em bên tay nhá, cao 54, rộng 20, sâu 20, tròn 20, một cái rễ cọng, rễ mua sừng ở ngoài, cao 50, cao 54, tròn 20, 2,3,7,9 cho một anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay. Xanh nè anh em. 2,3,7,9 cho một anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay. Clip hôm nay quay hơi bị nhanh. Anh em chốt, nếu mà chưa tin tưởng thì ngày mai có thể yêu cầu chụp lại qua Zalo cho mọi người để mọi người yên tâm nhé. Nhưng mà cam kết các bác toàn hàng chất lượng thôi. Do là thứ nhất đang rất là đói, thứ hai là mệt và thứ ba là quá muộn rồi, em cũng không muốn làm mất giấc ngủ của bác. Hẹn mọi người ngày mai, chứ mai sẽ quay cho một loạt siêu phẩm. Ngày hôm nay xin dừng ở đây mọi người nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều, có rất là nhiều hàng đẹp, hàng chất lượng em muốn đưa lên, nhưng mà do là thứ nhất là tầm này em cũng đuối, những hàng của em không bê được, toàn hàng 50-60 cân nên là mình cũng không bê được là một, và thứ hai là quá các bạn. Đây, rất muốn là đưa lên cho anh em ngắm những cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Đó, nhưng mà hẹn mọi người ngày mai đi. Ngày mai thì sẽ quay
quay kỹ càng hơn, clip dài hơn và anh em sẽ ngắm những cái sản phẩm đẹp hơn nhé. Có rất nhiều những cái sản phẩm tuyệt vời đợi chờ các bác vào ngày mai mọi người ạ. Nhiều lắm. Thì có hôm nay về được mấy phòng ngồi tùng đẹp lắm anh em ạ, nhưng mà không quay, ngày mai mấy phòng tùng đẹp để toàn là chất lượng thôi. Hẹn mọi người ngày mai quay. Còn tùng to có những pho đầu tư hơn 2 tạ phôi để được cái giá pho tùng liền. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mọi người xem clip thấy hay như thế này em mới xin hôm nay. Ai xin đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.